Chị nên nhớ cái công việc của ông ấy hàng ngày phải gặp nhiều người, tiếp xúc rất nhiều người, và cái nghề lái xe là cái nghề dễ bị sa đọa nhất. Ông xã chị là người rất là kín kẽ, tinh vi. Đấy, vì thế là em khẳng định với chị là chắc chắn là có bên ngoài. Đấy, chắc chắn là có, nhưng chẳng qua là giấu kỹ thôi. Ôi, có đi sâu quá không thầy? Không đi sâu quá, chỉ là bóc bánh trả tiền thôi. Bởi vì em bắt gặp tin nhắn thì em cũng dọa ly hôn rồi, thì chồng em cũng xin lỗi rồi ạ, cũng xin lỗi là chồng sai rồi, thì vợ cho chồng xin lỗi, chồng một năm nay không có gì rồi cũng xin lỗi, chỉ là không đấy là tin nhắn là mai người kia nhắn, hai bên nhắn nhau là mai mình đi ăn bún cá nhé, thì là con nhà em nó bắt gặp, con nhà em bắt gặp, thế là tận hôm sau buổi trưa hẹn nhau là 11 rưỡi đi ăn, thì là đến 12 giờ con em mới bảo, thì em chẳng dình được, em bảo em từ tối trước thì em dình được luôn, thế là lúc 12 giờ em gọi điện thì là chồng đang ở đâu, bảo chồng đang chở khách đang đi đường thôi, thế em giả vờ là em đau bụng, vợ đau bụng nằm cho vợ đi viện đi, thì là chồng em phi về luôn, phi về nhưng mà về đến nhà là em tóm ngay cái điện thoại, tin nhắn vẫn còn mình trả lời người kia là anh về đưa cho đưa vợ đi viện bởi vợ anh kêu đau bụng. Thế là em mới gọi bà với cả anh chị lên, thế là bắt đầu xin lỗi, anh trai cũng mắng cho một trận, xin lỗi bảo là đấy chỉ là chơi bời qua đường thôi, trêu đùa thôi. Trêu đùa con khỉ gì. Có chấm mút với nhau rồi thì mới có như vậy chứ. Nhiều thôi. Buổi coi ngày hôm nay thì em cũng không muốn phá gia đình hạnh phúc gia đình nhà chị đâu. Nhưng mà hôm nay chị đặt lịch là muốn nghe sự thật. Em chỉ Đấy, nghe sự muốn thật chứ không phải nghe lời giả dối. Thì em đưa ra phương pháp cho này, bảo ông nó nghỉ nghề nghề lái xe đi. nghỉ, thì chồng em lại từ xưa từ lúc ngày đấy nhau giờ mười mấy năm, 16 năm nay là chỉ có nghề xe ôm, bà đi làm công ty nhưng mà cứ bảo là không thích gò bó. Hay là mở một cái gì đó ở nhà mà làm, thuê cái tiệm hay cái gì đó về rửa xe gì đó. Mà vợ em lại không không có khả năng đấy. Thuê một cái tiệm rửa xe rồi sắm cái bộ đồ nghề rửa xe vài chục triệu thôi. Đấy, thế em hỏi chị có muốn chị với chồng chị ở với nhau trọn đời hay là muốn bỏ nhau? Muốn chọn đời ạ. Muốn trọn đời đấy thì bây giờ bảo ông nó bỏ nghề đi. Muốn được cái nọ thì phải mất cái kia chứ, làm gì mà đòi được cả. Muốn giữ được cái hạnh phúc gia đình này phải bảo ông ấy bỏ nghề lái xe đi. Bởi vì sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái nghề đó nó cám dỗ rất nhiều. Hiểu chưa? Mà ngày nó cứ đập đập ra trước mắt, đập ra trước mắt, nó khiến cho sinh đủ thứ chuyện. Rồi nó khiến cho con người ta dao động, đạo đức mà không có vững là chỉ có sa chân thôi. Bỏ nghề ngay tức khắc. Đấy. Con lớn thế này rồi mà đi nước ngoài có được không nhỉ? Đi được cũng đi được. Đấy. Đấy, đi nước ngoài cũng là một cái phương hướng tốt đấy. Nhớ nhá, muốn ở với nhau trọn đời phải bảo chồng khuyên chồng bỏ nghề bằng được. Còn không cứ theo cái đà này là có ngày mất chồng như chơi, ngồi đó mà khóc. Rồi cứ theo ý chồng đi. Đấy, rồi có ngày vợ chồng không còn nhau nữa đâu. Bởi vì chị biết đấy, cứ 10 người đặt lịch coi thì những người nào mà làm nghề lái xe đấy, khoảng đấy 7 đến 80% là đều vướng phải mấy cái trò như thế này. Bởi vì là ra ngoài cứ chở khách quen quen cái lại nói chuyện lại thân thiết. Em thấy thế, thân nhiều bạn gái lắm, em bắt gặp nhưng mà cứ bảo là bạn thôi. Xong là trêu đùa nhau trên trên Messenger, nhưng mà hiện giờ là em cấm được Zalo, cấm được Messenger, nhà em không không có gì rồi, nhưng chỉ còn số thường thôi. Tin nhắn thường em không cho nữa. Nhà em nghe lắm, em bất cứ thế nào nhà em nghe như thế mà. Nhưng mà để chặn đứng thì sao? Tốt nhất là chồng mình là người dễ sa ngã, dễ bị cám dỗ vây quanh, thì cứ bỏ nghề là chắc ăn nhất. Đói một tí cũng được nhưng mà giữ được cái gia đình. Đấy, em cũng nghĩ là thế, em phải làm đủ ăn cũng được, miễn là gia đình hạnh phúc. Đúng rồi, cái gia đình mới là cái thứ quan trọng nhất, phải giữ được cái gia đình này. Ồ, để cho con cái sau này nó có đủ mẹ đủ cha nhé. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn.
Vì thế, hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác, thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý, mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền, thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.